Ok, bây Xin giờ mình chào tất đã cả tới các sân bạn đến bóng với thôi. kênh của mình. Là mình đây hôm nay là mình sẽ cùng nhau lên sân bóng đá Phú Đông Gala để mình tham dự giải bán kết nha bạn. Ok, không nói nhiều nữa, chúng ta cùng nhau đi thôi các bạn. Let's Bây giờ là bắt đầu vô vòng khởi động các bạn ơi. Bắt đầu hiệp 1 các bạn. Yeah.
được luôn rồi. Để luôn. Come on!
Thank you.
số 17 này, đường số 17 này. Hết một hiệp rồi bạn. Tại đang nghỉ một phút. Một trận đấu tương đương 20 phút các bạn ạ. Một hiệp 20 phút và hai hiệp sẽ là 40 phút. Bây giờ mình qua mình kiếm ghế bạn. Đứng nãy giờ hơi mỏi, quay muốn rụng chân rồi. Có lẽ đây là hiện trường hiện tại. Dùng to rồi mà. Người này đá tập trận. Bởi kia tí sức mạnh thế. Trời, nước tăng lực luôn các bạn. Vô hiệp nào các bạn ơi. Thôi đâu rồi. Ôi tay kia, tay kia. Tay vô rồi. Con nào vậy? Chúc mừng, chúc mừng. Em học cố lên. Cố lên. Lên, em học cố lên. Em học cố lên. Theo người đây, theo người. Mấy giờ rồi chứ nào nữa thì kêu mới. Trong khi lên lên lọc được rồi. Nước về. Quy đi xe đạp ra à? Ừ. Đấy, về. Xong kêu chung hai chữ. Đi tiếp lửa mà. Tiếp lửa làm B mà. Mẹ, phải BD rồi. Đâu, đâu đi cho BD. Cố lên! Mẹ rồi! Không, lên thấy được chưa? Mình đá đúng rồi. Thì mình ngã, mình đá rồi. Bên tay! Bao! A1 cố lên, 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 A1 cố lên! Góc góc góc.
Lên tầng tôi vào không? Kẹp người đi kìa, kẹp người đi. Mày im lặng. Hello mọi người. Mày xúc phạm á. Đấy, quyền cắt rồi. Ôi giờ đã hỏi thầy lớp thầy lại lớp em không? Gọi lớp thầy lớp lớp kia gà quá. Em đi thôi sát nó thôi. Lớp mình vào cái nào chú Quyền? Một trái mà đều đều theo đều nhau theo chứ thôi. Thế tôi đồng là thôi này, thôi này. Em mất tấm năng này vào 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 nghe hút à bỏ nặng nó chạy không nổi luôn. Kèm đấy, kèm đấy tốt chân thì phải đó các anh nha. Này vô trong, này vô trong thì con trong tí thì con vừa thì tôi thì con nói là tên nhà hay tên thằng tên hồn nóng vậy. Bằng cái tầng đây là bằng dâng lên em, dâng lên. Hay quá, hay quá thần ơi. Ôi thần ơi, thần ơi. Kéo bành. Mày 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 dừng lên, kéo lên trên đi. Lên, xuống. Ai một mày để nha, cố lên. Ngang như thế. Kẻ được rồi. Cố lên. Xin nữa bay mất cái camera rồi. Vào đây, vào đây. Không ai chỉ góc mà cái này là không chỉ cảnh luôn á. Thử thôi, cái này thử thôi. Ừ. Đúng không? Thử thôi. Em mặc lên đấy là đi. Ta bóng về đây. Bóng đây. Bóng rồi. Ở đây. Các em cổ động viên chia ra đi. Bóng. Để cầu thủ tự. Xe mình đá. Mình đá. Yeah. Oh.
một cố lên, à một cố lên, à một cố lên, à một cố lên, à hai cố lên, à hai cố lên, đại luôn à. Đang đều mà đúng không?
Bên này, bên này, bên này. Kem, về kem. Kem đi. Kem, kem. Đóng đi sau nè. Tình huống này vào. Từ ơi, từ từ. Dâng lên. Em. Hay hay đi à. Quỳ mà. Ui dồi. Dịch quân các bạn ơi. Quay kia, quay kia. Nghỉ tí một hiệp bạn. Đó là xe hiệp bổ sung, bổ sung. Rồi về thôi các bạn ơi. Thắng thua là chuyện bình thường á. Quy luật rồi. Bây giờ là ở khu vực này thì nếu mà thua thì mình vẫn sẽ được đá với chanh hạt ba ấy bạn. Có nghĩa là nếu mà thua mà đấu với nhau mà thắng á thì chúng ta sẽ được huy chương đồng gì ấy. Thôi về bạn. Nguyên một tem. À hai kia sướng quá chụp hình luôn á. Chụp chinh. Thôi về bạn. Về thôi, không tối rồi. Hello mọi người. Ôi bạn ơi. Hơi buồn nhưng mà tất cả vẫn có cơ hội. Lên xe. Hello, giờ về tới nhà rồi bạn ơi.
Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Chúc các bạn xem video vui vẻ và thành công trong cuộc sống. Mình nhớ like, share, subscribe để ủng hộ mình và để có nhiều động lực để mình ra video mới nha các bạn. Bye bye.